lắm. Trong chợ đuổi. Có lẽ gì đầu đuổi. Cô ơi, để đằng trước canh có cái chú kia cái lấy sim cho mẹ với. Để đằng trước xăng gì bốn á. Chú tới là con nói là con lấy sim cho mẹ. Nhanh lên. Đúng rồi, đúng rồi. Em ơi, lấy cho mẹ đi em. Rồi rồi, cảm ơn em nha. Chị đang bận tí. Rồi để trên bàn á, sao con không cảm ơn chú gì hết giờ. Ủa sao chưa gì vậy rồi trời. Nhìn nhìn đứng lên chạy lấy giùm chị thì tiếp qua tay với. Lấy hai ba chiếc để sẵn rồi.
Ăn bánh mì đi con.